253. Sabba vivu sabba vidu hamasmi sabbe sutame su anu balito sabban chao tang hakha ye vimuto sayang avinya yakamut di sayang sabba vivu sabba vidu hamasmi sabbe sutame su anu balito sắp bàn cháo tàng ha kha về vi mu tù sa dần a phi nhà gia ca mu đi xây dần sắp ba pi phu sắp ba vi du ha ma mi sắp tê sư tham mê su an du ba li tô sắp bàn cháo tàng ha kha về vi mu tù sa dần a phi nhà gia ca mu xây dần ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ai diệt tự giải thoát, đã tự mình thanh trí, ta gọi ai thầy ta. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Sabba vivu sabba vidu hamasmi sambe su thamme su anu balinto sabban chaho tang hakaye vimunto sayang avinya yakamut disayan. Như Lai ái dục diệt rồi, xuất thông vạn pháp, sống đời thánh tri, thoát tất cả chẳng vương gì. Như Lai ai sánh nói chi là thầy của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ em mình, em đã trả bài xong, kính mời chị Tâm Phương tiếp theo ạ. Em kính mời chị. Cảm ơn em Minh. Dạ con Tâm Phương, con kính định lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ Nam Mô Tham Ma Giá. Nam Mô Sang Ca Giá. Con kính định lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính định lễ Đức Pháp Tính. Cảm ơn chị Đặng Đông, Ái Minh, Kim Dung đã cho biết âm thanh rõ. Dạ kính cảm ơn chị Nhật Huỳnh. Con xin đọc bài Pháp Cú số 353. Sắp ba bi phù sắp ba quy đồ ha mắt mi sắp bề su tham mê su an nu ba li tô sắp bàn cha hồ tần hát kha ye quy mút tô sa yang a pi nhà gia kham gia kha mút đi sai yang. Ta hằng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt, tự giải thoát, đã tự mình thắng trí, ta gọi ai thầy ta, dạ Như Lai ái dục diệt rồi xuất sống đời thắng trí. Thoát tất cả chẳng vương gì, Như Lai ai sánh nói gì là thầy, nói chi là thầy. Dạ đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Sabba bipu sabba bi, dạ con xem không. Sabba bipu sabba vidu hamanmi sabbe su thamme su anupalinto sabba pancha ho tang han khaye mi vi minto sayang apinyan ya khami di sayang sabba bipu sabba vidu hamanmi sabbe su thamme su anupalinto sabbancha hotang hatkha ye vimunto sayang apinyan yakha mitdi diseyang.
Sabba bipu sabba vidu hamanmi sabbe thamme so anupalito sabban chaho tang han kaye mit munto sayang apinya yakha mundi sayang. Ta hằng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát. Đã tự mình thắng trí, ta gọi ai? Thầy ta. Và bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu, Như Lai ái dục diệt rồi, xuất thông vạn pháp, sống đời thắng trí, thoát tất cả chẳng vương gì, Như Lai ai sánh. Nói chi là thầy, và đó là bộ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và kính mời vị kế tiếp ạ. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng cho con biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, con xin trả bài... câu Phật ngôn 353. Sắp bà phi phù sắp ba quy đù ha ma mi sắp bề su thầm mề su a nù ba lít tổ sắp bành cha hồ tàn hắc kha dề quy mút tổ sa dàng a phìn nhà gia ca mút đi xầy dàng. Sắp bà phi phù sắp ba quy đù ha ma mi sắp bề su thầm mề Sua ba lít tổ sắp bành cha hồ tàn hắc kha dề quy mút tổ sa dàng a phìn nhà gia ca mút đi xây dàng. Sắp ba phi phu sắp ba quy đu ha ma mi sắp bê su thăm mê su a nu ba lít tổ sắp bành cha hồ tàn hắc kha dề quy mút tổ sa giang a phiền nhà gia ca mút đi xây giang. Sắp ba phi phu sắp ba quy đu a ma mi sắp bê su thăm mê su a nu ba li tô sắp bênh cha hô tàn ha kha dê quy mu tô sa giang a phiền nhà gia ca mút đi xây giang. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng tri, ta gọi ai thầy ta, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như Lai ái dục diệt rồi, suốt thông vạn pháp sống đời thắng tri, thoát tất cả chẳng vương gì, Như Lai ai sánh nói chi là thầy, là bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, kính cảm ơn huynh Quát Tham Ná đã bốt bài. Dạ, kính cảm ơn đạo tràng. Con xin xuống mic ạ. Dạ, sa thu đàn thầy Sít Tờ Hồng Thị Kim Nhung. Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sẵn Khà Giá, kính đại lễ Ba Ngôi Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đại lễ cho Đại Đức Tăng trong đạo tràng. Kính chào quý tu nữ cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room. Con xin được kể kinh pháp cú số 353. Cảm ơn đã các thích cho biết nghĩa rõ. Sa ba phi phu sa ba vi du ha sming sa be su tham me su anu pa ri to sa ban cha ho tan ha kha ye vi mu to sa yang an phi ya ya kamu di sayang sapa pipu sapa vidu hamasmi sambeso tameso anupalito sapancaho tanhakaye vimuto sayang apinyaya kamu di sayang. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào, ta từ bỏ tất cả. Ái diệt tự giải thoát, đã tự mình thắng chi, ta gọi ai là thầy ta, bản dịch Ngài Minh Châu.
Như Lai ái dục rồi, suốt thông vạn pháp, sống đời thắng chi, thoát tất cả, chẳng vương gì, Như Lai ái sánh, nói chi là thầy. Bản phổ thơ của Ngài Dây Đức. Nam mô Phật Thầy, con xin được xứng mít. À, mình mời Sít An Nhiên tiếp theo. An Nhiên được là Sít Nhật Vinh. Không thấy bàn tay của vị ai hết. Và tên nào xin được xuống mic. Dạ, sa thú, kính cảm ơn Vinh Bát Thanh Á. Ồ, dạ, chạy nhục bình chút xíu nha, An Nhiên. Dạ, Nam Mô Bích Tha, dạ. Dạ, con thành kính lãnh lễ ân đức Tăng Bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng. Con thành kính lãnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Phật Tính, Đại Đức Minh Mẫn, cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhục bình kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhục bình kính lễ cô tu nữ Tây Duyên, cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhục bình kính chào đoàn đạo tràng. Dạ, mời An Nhiên cầm mít nha. Dạ, Nam Mô Bức Ta Giá, Nam Mô Thâm Khà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá. Dạ, con thành kính đỉnh lễ Sư Minh Hạnh, con thành kính đỉnh lễ Sư Pháp Tính, con thành kính đỉnh lễ Sư Minh Mẫn, con thành kính đỉnh lễ quý cô tu nữ, và con kính chào quý anh chị cô chú trong đạo tràng. Dạ, con xin đọc bài Kinh Pháp Cú 353. Sabba vibhu sabba vido hamasmi sabbe su thamme su anupalito sabban cha ho tanhat khaye vimuto sayang apinyaya kamuddi sayang sabba vibhu sabba vido hamasmi sabbe su thamme su Ano balito sapanjaho tanhat khaye vimuto sayang abinyaya kamudisayang sabba bibu sabba vidu hamasmi sabbesu thammesu ano balito sapanjaho tan ha kha ye vimuto sayang abhinnyaya kamuddhisayang. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào. Ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát. Đã tự mình thắng tri, ta gọi ai thầy ta? Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Sabba bibhu sabba vido hamasmi sabbe su thamme su anupalito sabban cha ho tanha khaye vimuto sayang abhinnyaya kamuddi sayang sabba bibhu sabba vido hamasmi sabbe su thamme su anupalito Palito sabbanjaho tanha khaye vimuto sayang abhinyaya kamute sayang. Ta hàng phục tất cả, ta rõ biết tất cả, không bị nhiễm pháp nào. Ta từ bỏ tất cả, ái diệt tự giải thoát. Đã tự mình thắng tri, ta gọi ai thầy ta? Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như Lai ái diệt, ái dục diệt rồi, suốt thông vạn pháp, sống đời thắng tri, thoát tất cả chẳng vương gì. Như Lai ai sánh, nói chi là thầy. Bản của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con xin trả bài xong. Dạ, con kính chan chú Bát Thanh Á đã bắt bài. Dạ, dạ con kính chan đầu tràng. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sức An Nhiên. Nam Mô Bích Tha Giá. Dạ, một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, cảm ơn Hoàng Việt Sẵn Đông, cô Tây Duyên cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, sa thú lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tây Duyên.
Cảm ơn Sích Rạng Đông, cô Ái Minh, Sích Tâm Phương, Sích Kim Nhung và Vinh Quá Tha Ná, Sích An Nhiên đã hoan hỷ lên ông bài Pháp Cú Kinh số 353. Và bây giờ đã đến thời gian học bài mới là câu Pháp Cú Kinh số 354. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Minh Mẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, Châu Phan không nghe được. Dạ, ở trong chung còn nghe được âm thanh Nhật Quỳnh. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh Pháp Sư. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa nam mô ta sa pha ga wa to a ra ha to sam ma sam bu da ha sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng à, như sen trong nước minh quang luôn chờ. Trời lâu mọc đặng nhờ ánh sáng à, trổ hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường à, chiêu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vẫn ngầm người khẩn khoản à, Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Quyết lòng mở đạo dạy đời a à, nhắm vương lập giả ngày dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử a à, có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là Nhôm Kiều Trận Như a à, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp a à, 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn à, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập mà đám mưa lành rưới khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng à, thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn nghi à, tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp của kinh số 354. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Và con kính dâng mít đến sư ạ. À. Sa thú lành thai kính tri ân xích Nhật Bình. Âm thanh nghe hơi nhỏ ha. Dạ, nghe nhỏ thì chúng tôi chỉnh nó to lên tí. Dạ rồi, giờ chắc ok rồi. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú số 354. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi chúng ta cùng nhau vào phần tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn 1 của câu kệ: Sappa đa năng thamma đa năng chi na ti. Sappa đa năng thamma đa năng chi na ti. Đoạn thứ 2: Sappara sang thamma raso chi na ti. Sappara sang thamma raso chi na ti. Đoạn thứ 3: Sappara tin thamma ratti chi na ti. Sappara tin thamma ratti chi na ti.
Đoạn thứ tư. Tan hát khai yô sáp bá đúc khăn chi nà tí. Tan hát khai yô sáp bá đúc khăn chi nà tí. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, sáp bá đa năng. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, sáp bá cộng với là đa năng. Sáp bá là tất cả. Đa năng là sự bố thí. Vậy thì sáp bá đa năng là các loại bố thí. Tất cả hay là các? Sáp bá. Sáp bá đa năng là các loại bố thí. Hay là các loại thí. Thâm đa năng, đây cũng một hợp từ chúng ta tách ra. Thâm là pháp, đa năng là sự bố thí. Thâm đa năng là sự bố thí pháp, mình dịch gọn là pháp thí. Chí na tí là động từ của câu, có nghĩa là chiến thắng hay là thắng. Đoạn thứ hai, chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên, sapparasang. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, sapa cộng với là rasang. Ba chúng ta đã lấy nghĩa rồi, tất cả hay là các. Rasang là vị chất, vị hay là vị, vị chất hay là vị. Từ thứ hai, thammaraso. Đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra, thamma cộng với là raso. Thamma là pháp, chúng ta ra lời nghĩa. Raso là từ cái chữ rasa mà chia theo chủ cách. Còn từ ban đầu đó, saparasang đó là rasa mà chia theo đổi cách. Raso là vị, thammaraso là pháp vị hay là vị của pháp. Từ cuối cùng, chinati, đây là động từ chúng ta đã lấy nghĩa rồi ở trên. Đoạn thứ ba. Chúng ta thấy có ba từ. Từ đầu tiên, sapparatin. Sapparatin. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, sapa cộng với là rati, ratin, ratin, rati. Sapa là các, tất cả. Ratin ở đây đó là hỷ lạc. Dịch là hỷ lạc. Sapparatin là các loại hỷ lạc. Từ thứ hai, thammarati. Ratin, rati, rati mà chia theo đối cách thành ra ratin, còn rati là chủ cách. Thammarati là hỷ lạc của pháp, hay là các ngài dịch gọn đó là pháp hỷ. Nhưng nếu dịch pháp hỷ thì đôi khi nó không đủ. Từ cuối cùng, chí na tí đó là động từ chúng ta đã lấy nghĩa trên rồi. Đoạn thứ tư, chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên, tan hát khá vô. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra, tan hát cộng với là khá giá. Tan hát là ái, mà khá giá là khô hay là cạn hết. Thành ra tan hát khá giá, tan hát khá vô là chia theo chủ cách, là hết ái, cạn ái, khô ái. Từ thứ hai, sáp đúc khăn.
Đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra sabba cộng với là đúc khăn. Đúc khá chia theo đối cách thành ra có cái hình thức là ăn. Sabba mình cũng đã lấy nghĩa ở trên, các tất cả, đúc khá là sự khổ. Sabba đúc khá là tất cả sự khổ. Rồi từ cuối cùng chi na tí chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau dịch văn xuôi. Qua quá trình tự chúng ta thấy câu kệ này có 4 đoạn và đoạn nào cũng đều có động từ chi na tí ở đằng sau cả. Như vậy câu kệ này có 4 câu. Đoạn thứ nhất là một câu, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, mỗi đoạn vậy là một câu. Câu thứ nhất, sabba đa năng dhamma đa năng chi na tí. Vậy hai cái câu này chúng ta thấy đều có năng năng hết nè. Thì xin thưa quý vị đó, chủ ngữ, chủ cách của chủ từ của cái câu này đó là dhamma đa năng. Dhamma đa năng là pháp thí hay là sự bố thí pháp. Chi na tí chiến thắng, sabba đa năng các bố thí. Bố thí pháp chiến thắng các loại bố thí. Câu thứ hai, dhammaraso pháp vị hay là vị của pháp. Chi na tí chiến thắng, sabbarasang tất cả các loại vị hay là các loại vị. Câu thứ ba, dhammarati là hỷ lạc của pháp. Chi na tí chiến thắng, sabbaratin các loại hỷ lạc. Câu thứ tư, tanhakkhayo là ái tận, hết ái tức là ái tận. Chi na tí chiến thắng, sabba dukkhang các loại khổ. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 354. Kính tri ân và xin được tùy hỷ Sĩ Đại Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy, tạo nhân phục vụ, nhân phước phục vụ chư Phật tử ở trong room cùng theo dõi, kịp được cái phần triết nghĩa từ vựng về việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số 354. Tiếp theo chúng con xin được thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương. Rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang avivadhemi. Svakato phakkhavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno phakkhavato savaka sangho sanghang namami. Namaturatanatayasa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo. Một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức Tăng. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư Thiên hộ trì quý Ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp tại Râm Pháp Cú Kinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 354. Câu kệ này nằm trong phẩm Tanha Quát Gá, phẩm Ái Dục. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi Ngài ngự tại Chê Táo Quá Ná, đề cập đến các câu hỏi của Chư Thiên. Tương truyền rằng một lần nọ, Chư Thiên nơi cung trời Đao Lợi cùng nhau ngồi họp tại giảng đường Xuất Thâm Ma và nêu lên bốn câu hỏi. Trong các loại bố thí, bậc trí gọi loại bố thí nào là tối thắng? Trong các loại hỷ lạc, bậc trí gọi loại hỷ lạc là tối thắng? Trong các loại vị, bậc trí gọi loại vị nào là tối thắng? Vì sao chấm dứt ái thì được gọi là cao thượng nhất? Thì xin thưa quý vị đó, bà con chư Phật tử chúng ta mà có đọc ở trong Tăng Chi Kinh, ở cái phần Kinh Ubosatha hay là Tương Ưng Ubosatha, rồi ở trong kinh đó nữa, rồi trong chú giải của cái kinh đó đó, thì có nói rằng ở trên giảng đường Xuất Thâm Ma, các vị chư thiên mà có tâm tu tập đó, thì hay hội ngộ lại với nhau tại giảng đường này để một là nêu lên những cái thắc mắc của mình ở trong đời sống, thứ hai đó là san sẻ chia sẻ với nhau hay là chia sẻ cho người khác, giúp đỡ cho người khác hiểu biết về cái phương pháp cách thức sống ra làm sao cho được cả an lạc hạnh phúc. Và rồi cũng tại giảng đường Xuất Thâm Ma này thì cũng có các cái vị ở trên các cõi trời Phạm Thiên thỉnh thoảng có xuống để chia sẻ những cái kinh nghiệm tu tập của mình. Nói như vậy có nghĩa đó là gì, xin thưa quý vị? Ở trên các cái cõi trời đó, chư thiên đó, những người có tâm tu tập, có tâm yêu mến Phật Pháp, họ cũng thường hội tụ lại với nhau để trao đổi với nhau về lời dạy của Đức Phật, để nêu ra những cái thắc mắc của mình ở trong đời sống, mong có người khác họ giải đáp giùm cho. Ở cõi người mình cũng nên vậy đó, xin thưa quý vị. Và cõi người của mình đó thì thường đó là ở chùa tổ chức các cái buổi đầu đà này, hay là các cái buổi pháp lễ thì bây giờ đó con chư Phật tử chúng ta mới đến chùa, lúc đó có cơ hội gặp gỡ nhau, trao đổi nêu lên những cái thắc mắc cho nhau, hoặc là nêu lên những cái thắc mắc rồi đi tìm sư thầy hay là các cái vị sư cô nhờ giải đáp. Mục đích là để giải trừ đi các cái nghi hoặc của mình ở trong đời sống. Thì theo quý vị đây là một việc làm tốt hay là không tốt? Việc làm này nên được nhân rộng ra hay là không? Thì khi các cái vị chư thiên mà nêu lên những cái vấn đề thắc mắc vậy đó, thì xin thưa quý vị, không có vị chư thiên nào có cái khả năng để trả lời được cả. Và vị này đó truyền đạt cho vị kia truyền đạt cho vị nọ, thì thành ra chư thiên từ cõi trời Đao Lợi đổ xuống tới cõi người, chư thiên địa cư. Ai ai cũng khởi lên cái thắc mắc vậy.
và thấu đến luôn cả bốn vị thiên vương ở cõi trời tứ đại thiên vương. Thì các cái vị bốn vị thiên vương này nói rằng mình cũng không có cái khả năng để mà giải đáp được những cái thắc mắc này. Cho nên thôi mới kêu các cái vị chư thiên khác chúng mình cùng nhau lên gặp vua trời đất, nhờ vua trời đất thích giải đáp giúp. Thì khi đến vua trời đất thích thì vua trời đất thích cũng nói đó là vấn đề này trẫm không có cái khả năng trả lời được. Mà chỉ có Đức Thế Tôn bậc chánh đẳng chánh giác đó thì mới có khả năng trả lời được. Lúc đó vua trời đế thích hỏi các cái vị thiên khác đó là hiện giờ Đức Thế Tôn đang ở đâu, thì các cái vị thiên khác mới cho biết là đang ở tại chùa Kỳ Viên. Cho nên đồng loạt vua trời đế thích tứ đại thiên vương cùng với thiên chúng rất là đông đi đến chùa Kỳ Viên để nêu lên bốn cái thắc mắc này. Thì Đức Thế Tôn ngài mới trả lời, ngài nói này đại vương, tức là vua trời đế thích đấy, xin thưa quý vị, mà chúng tôi ngầm hiểu đó là ngài trả lời cho tất cả chư thiên. Trong tất cả sự bố thí, pháp thí là tối thắng, pháp vị là vị tối thượng trong tất cả các vị. Trong các loại hỷ lạc thì hỷ lạc của pháp là thù diệu nhất. Sự chấm dứt ái là tối thắng, vì khiến cho chúng sinh ấy chứng đắc vô lậu quả, chấm dứt trọn vẹn khổ quẩn này. Đức Thế Tôn ngài đã trả lời cho vua trời đế thích nói riêng, thiên chúng nói chung, bốn cái thắc mắc mà họ nêu lên nhà là như vậy. Sau khi ngài trả lời vậy xong, ngài mới ngâm lên câu kệ: Sappa đa năng tham ma đa năng chi na ti, Sappa ra sang tham ma ra so chi na ti, Sappa ra tình tham ma ra ti chi na ti, tan hắc khai vô sáp đúc hàng chi nà tí. Và câu kệ này được ngài hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: pháp thí thắng mọi thí, pháp vị thắng mọi vị, pháp hỷ thắng mọi hỷ, ái diệt thắng mọi khổ. Rồi ngài hòa thượng giới đức thì dịch như thế này: mọi thí pháp thí vô song, hương thơm thù thắng chẳng đồng pháp hương, niềm vui pháp hỷ khó lường, ái diệt tối thượng, khổ ương tận lìa. Và chúng tôi cũng đã có dịch văn xuôi của bốn đoạn này. Thì qua ba bản dịch này, đây là ba cái phần tham khảo để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Bali mà Đức Phật này dạy. Bây giờ chúng tôi cùng với quý vị chúng ta phân tích tìm hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ này theo chiều rộng và chiều sâu. Hiểu rộng chừng nào, hiểu sâu chừng nào là tùy theo tri kiến của mọi người. Càng hiểu rộng chừng nào, càng hiểu sâu chừng nào thì chúng ta càng dễ dàng ứng dụng vào trong đời sống của mình bấy nhiêu. Và có ứng dụng được nhiều lời dạy của Đức Phật thì chúng ta sẽ có được nhiều sự an lạc. Và ứng dụng một cách triệt để hoàn hảo thì chúng ta có thể đạt được đến Nibbanam Paramam Sukham, là sự an lạc tịch tịnh. Tức có nghĩa đó là có khả năng chấm dứt được mọi khổ đau ngay trong đời sống này. Câu kệ Pháp Cú số 354 có bốn đoạn, mỗi một đoạn một câu. Như vậy có nghĩa ra là mỗi một đoạn một ý. Thì xin được hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, trước khi mà bà con chư Phật tử chúng ta đọc qua cái câu kệ này thấy có bốn câu vậy, thì bốn câu này có quan hệ với nhau không? Đây là bốn cái thắc mắc của chư thiên họ nêu lên. Vậy thì bốn cái thắc mắc này nè, có quan hệ với nhau không?
Chúng ta cùng nhau tìm hiểu thử xem. Thắc mắc đầu tiên mà chư thiên nêu lên đó, và Đức Phật Ngài trả lời đó, đó là pháp thí chiến thắng các loại thí. Thứ hai đó là pháp vị chiến thắng các loại vị. Thứ ba đó là hỷ lạc của pháp chiến thắng các loại hỷ lạc. Và thứ tư đó là ái tận hay là ái diệt chiến thắng tất cả đau khổ. Bốn thắc mắc hay là bốn câu này đó có mối quan hệ với nhau, xin thưa quý vị. Do có cái câu đầu cho nên dẫn đến đó là có cái câu 2 và câu 3. Câu 2 do có câu 1, câu 2 cho nên đó có câu 3. Do có 3 cái câu đầu cho nên dẫn đến có cái câu 4. Nói như vậy có nghĩa đó là mình am hiểu, tường tận, hiểu ngộ được cái câu 1 thì mình sẽ thành tựu được cái câu 2. Từ chỗ thành tựu được cái câu 2, mình sẽ thành tựu được câu 3. Từ chỗ thành tựu được câu 3, mình sẽ thành tựu được câu 4. Có mối quan hệ vậy đó, xin thưa quý vị. Vì câu 1 đó là tiền đề nè, là căn bản nè, là quan trọng. Tiền đề là quan trọng lắm, xin thưa quý vị. Mình mà không có nắm bắt, không có hiểu rõ ràng được cái tiền đề, cái căn bản đó, thì khó để mà mình hiểu rõ, mình nắm bắt được những cái cao cao hơn, những cái đằng sau. Thì theo bà con chư Phật tử chúng ta, trước khi đọc vô vậy nè, pháp thí thắng các loại thí thì mình hiểu như thế nào mà dẫn đến đó là mình thành tựu được nè pháp vị thắng mọi vị. Để hiểu được cái câu này nè, trước hết chúng tôi hỏi bà con chư Phật tử chúng ta, chứ chiến thắng là như thế nào? Chi na tí. Chúng ta đã học xong cái phẩm sa hát sa quắc đá là phẩm ngàn rồi. Bà con có nhớ không ạ? Ở trong cái phẩm ngàn đó, trong đó có những câu kệ mà Đức Thế Tôn Ngài dạy, như là dù cho thắng hàng ngàn quân địch nữa, nhưng mà cái chiến thắng đó đó không có bằng tự thắng chính mình. Thắng chính mình đó mới là tối thượng. Như vậy thì thắng chính mình đó là thắng cái gì? Thắng tam bành lục tạp, thắng ác ma đó, tức là thắng được cái sự nóng giận của chính mình thắng được cái sự tham lam của chính mình thắng được cái sự ích kỷ của chính mình thắng được cái sự bủn xỉn của chính mình thắng được cái sự ganh ghét của chính mình thắng được cái sự kêu cao hống hết ngã mạn của chính mình thắng được cái sự còn so sánh cho rằng người này hơn, cho rằng người kia thua, ngã mạn. Bây giờ thắng được các cái phiền não nội tâm đó thì thắng đó mới là quan trọng. Như vậy thì từ cái chỗ mà chúng tôi dẫn chứng trích dẫn cái phẩm hay là cái câu kệ nói về chí na tí, nói về chiến thắng đó, đó thì chúng ta áp dụng ý nghĩa ở trong đó cho cái câu kệ này. Nói như vậy có nghĩa đó là cái chiến thắng này nè mang tính chất là gì? Phải làm giảm dần đi các phiền não nội thân, từ từ dẫn đến đoạn tận, từ bỏ hết thảy phiền não nội tâm.
Đó thì thắng đó mới đúng nghĩa là sự chiến thắng. Thì sau khi chúng ta đã hiểu cái từ chí na tí rồi, bây giờ chúng ta mới đến hiểu từ tham ma đa năng. Tham ma đa năng là pháp thí. Thì để hiểu được cái từ tham ma đa năng này, trước hết chúng ta hiểu cái từ sáp ba đa năng là các loại thí. Thì theo bà con chư Phật tử chúng ta, chứ năng của mình liệt kê ra được đó, thì các loại thí ở đây đó gồm có bao nhiêu loại? Chúng ta có thể liệt kê ra vậy nè. Bố thí cơm nước, bố thí y phục, bố thí y phục thường, bố thí y phục Katina, bố thí liều cốc, bố thí phương tiện, vân vân. Chúng ta có thể liệt kê ra vậy. Thì theo ở trong cái cuốn Hậu chú giải của ngài Sắc Thamma Chotika mà thượng tọa Khải Minh dịch đó, thì ở trong đó phân ra rất là nhiều loại bố thí. Như là bố thí có ba, thì ở trong đó nó mới phân ra đó là vật thí nè, vô ý thí nè, pháp thí nè. Rồi bố thí có hai đó thì là vật thí nè, pháp thí nè. Rồi bố thí có hai nữa đó là bố thí giúp đỡ nè, bố thí cúng dường nè. Vân vân, rất là nhiều loại. Thì để hiểu rộng hơn đó, mời bà con chư Phật tử chúng ta đọc cái cuốn sách đó. Thì ở đây đấy nghĩa ở cái câu kệ này mà như khi nãy chúng tôi trình bày dẫn nhập đó, là mình hình rẽ được cái câu số 1 đó, thì mình sẽ thành tựu được cái câu số 2 ở trong 4 câu này. Thì pháp thí thắng mọi thí ở đây đó, mình hiểu sao? Trong bố thí đó, thì trong chú giải mới giải thích, bố thí có hai là Sangahawasena Dana và Puchasangahawasena Dana là bố thí giúp đỡ và bố thí cúng dường. Vậy thì theo quý vị nè, chúng tôi đang giảng pháp cho quý vị nghe ở đây đó, thì tôi là nhân nè, là chủ thể, quý vị đó là đối tượng hay là khách thể. Vậy theo quý vị đó là chúng tôi đang giúp đỡ cho quý vị hiểu pháp hay là cúng dường cho quý vị hiểu pháp? Chúng tôi hỗ trợ tạo điều kiện để cho quý vị hiểu lời dạy của Đức Phật. Chứ chúng tôi không phải là cúng dường cho quý vị cái cách hiểu. Chúng tôi không cho được quý vị cái cách hiểu. Mà chỉ hỗ trợ tạo điều kiện để quý vị hiểu thôi. Hiểu hay không đó là tự bản thân của quý vị. Thì đó, như vậy được gọi là giúp đỡ. Đó là giúp đỡ về mặt tinh thần. Còn giúp đỡ về mặt vật chất là người ta thiếu cái gì đó rồi mình giúp đỡ người ta. Thì đó gọi là giúp đỡ. Bố thí theo kiểu cúng dường. Thì bố thí theo kiểu cúng dường ở đây đó, thì trong hậu chú giải đó mình giải thích có hai là Amisa Pucha, là cúng dường vật chất. Thì được gọi cúng dường vật chất là những vật chất đó đó, khi mình cho ai có sự cung kính tôn trọng thì đó được gọi là cúng dường vật chất. Thứ hai đó là Patipatti Pucha, là cúng dường cách thực hành. Cúng dường cách thực hành.
Cúng dường cách thực hành là sao ạ? Là thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn một cách trọn vẹn, đầy đủ, hoàn hảo, có sự hiểu biết. Thì đó được gọi là cúng dường cách thực hành. Ở trong bài kinh Đại Kinh Viên Tịch, lúc Đức Thế Tôn ngài chuẩn bị viên tịch đó, thì bấy giờ nè, chư tỳ kheo tăng ni nè, rồi là vua quan chúa tứ chúng, nói chung vân tập về xung quanh Đức Thế Tôn đó. Người thì khóc lóc, người thì kể lể, người thì là đắp ngực ăn năn là tại làm sao lúc Đức Thế Tôn còn khỏe mạnh thì mình không có hầu hạ cúng dường học hỏi, giờ đến lúc Đức Thế Tôn này chuẩn bị viên tịch rồi đó thì mình chưa có được cái gì. Tức là mình bỏ qua đi cái cơ hội. Thì lúc bây giờ có một cái vị tỳ kheo tên là Tiết Xá, vị này đó không tham gia vào ở trong cái hội chúng đó, mà vị này lẳng lặng đi tìm một cái gốc cây, nghĩ rằng Đức Thế Tôn đó xuất hiện ở trong cái cuộc đời này đó là hỗ trợ giúp đỡ cho chúng sinh thoát khỏi khổ đau. Trong khi Đức Thế Tôn còn sống, ngài đã giảng dạy pháp hạnh rồi. Nhưng mà mình không có ráng cố gắng thực hành để thành tựu được pháp hạnh. Thì thôi bây giờ nè, còn ít phút nữa thôi là Đức Thế Tôn từ giả mình rồi. Mình cố gắng thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn để thành tựu được pháp hạnh. Thì đây chính là cái sự đền ơn đáp nghĩa đối với Đức Thế Tôn cao thượng nhất. Đây chính là sự cúng dường lên ngài đó cao thượng nhất. Chứ không có phải đó là cái sự khóc lóc than van kể lể đó đó mới là đền ơn đáp nghĩa, mới là sự cúng dường cao thượng. Cho nên đó là vị này mới tinh tấn siêng năng thực hành theo lời dạy của Đức Thế Tôn dưới gốc cây. Thì bây giờ các cái vị tỳ kheo phàm đó mới thấy vị này đó không có giống ta đó. Ta sao mình phải làm vậy chứ, vị tỳ kheo này không có làm theo vậy. Vô mét Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn mới kêu cái vị tỳ kheo đó vô hỏi vị tỳ kheo này mới trình bày cái ý nghĩ của mình vậy. Lúc đó Đức Thế Tôn này mới tán thán, nó lành thay này tỳ kheo. Và lúc đó, đó ngài mới dạy cho cả cái hội chúng đó. Ngài nói rằng Như Lai tu tê mấy chục ca tăng kỳ kiếp đó, để thành tựu quả Phật này, không có phải là ước muốn mong muốn cho người ta cúng dường sơn hào hải vị y đẹp rồi là để lễ vân vân và vân vân. Mà với mong muốn của Như Lai đó là gì? Người ta thực hành theo cái lời dạy của Như Lai, phương pháp cách thức đoạn khổ của Như Lai để hết khổ. Thì đó mới chính là sự đền ơn đáp nghĩa cao thượng, đó mới chính là cúng dường cao thượng. Dạ, cúng dường cao thượng. Như vậy thì cúng dường cách thực hành đó chính là cái đỉnh cao của thâm đa năng, là pháp thí đó, xin thưa quý vị. Tại vì sao ạ? Khi mà chúng ta tu hành 37 pháp trợ giác ngộ, hoặc là bát thánh đạo hay là bát chánh đạo đó, một cách viên mãn thành tựu, thì thử hỏi bà con chư Phật tử chúng ta chứ, mình còn phiền não không? Còn phiền não không à? Hả? Quý vị tham khảo lại cái bài kinh Tứ Niệm Xứ ở trong Trung Bộ Kinh. Với những ai mà tu ha, tinh tấn viên mãn, thì người đó có thể 7 ngày. Chậm hơn tí là 7 tháng, chậm hơn tí là 7 năm, thì người đó sẽ chứng đắc một trong hai quả là A-na-hàm hoặc là A-la-hán. Tức có nghĩa đó là giảm phiền não nè, đến không còn phiền não. Do đó đó là cúng dường cách thực hành đó mới hướng đến, hay là
bố thí thì cái cách thực hành này nè mới hướng đến chiến thắng được phiền não nội tâm. À, còn như chúng ta hiểu theo cái kiểu bố thí pháp thông thường đó là in ấn kinh sách nè, in sang băng đĩa cho người khác nè, hoặc là như chúng tôi đang giảng pháp cho quý vị nghe đây cũng là bố thí pháp nè. Để theo quý vị đó, bố thí kiểu này đó có hướng đến từ bỏ tham sân si không? Hên xui. Dạ hên xui. Hên xui chúng tôi nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Với những người in ấn kinh sách nè, mong muốn hỗ trợ tạo điều kiện để cho người khác hiểu rõ về lời dạy của Đức Phật đó, thì từ chỗ đó trưởng dưỡng được cái lòng từ, lòng bi. À, rồi nữa là người đó hiểu vậy ha, khi mà mình in ấn kinh sách vậy ha, thì đây cũng là cái gì? Là bố thí vật chất. À, vì do mình có của ăn của để đó, dư tiền dư bạc đó, cho nên mình mới bỏ tiền bỏ bạc ra đi in ấn kinh sách sang băng đĩa để cho người khác người ta nghe lời kinh tiếng kệ của Đức Phật đó, từ chỗ đó đó người ta hiểu hơn lời dạy của Đức Phật ta sống theo. À, mà mình hiểu vậy đó tức có nghĩa là gì? Là mình từ bỏ đi cái sự bủn xỉn của mình, bỏ của ra để giúp đỡ người khác. À, thì bố thí pháp theo cái kiểu như vậy đó thì mới có thể hướng đến từ bỏ được tham sân si. Nhưng mà không phải trên cuộc đời này ai in kinh ấn sắc rồi sang băng đĩa đó cũng hiểu biết rõ ràng vậy, cũng hướng đến cái điều vậy. À, mà có khi là gì? À, thấy người ta in kinh sách mình cũng in kinh sách theo. Thế người ta in kinh sách sau người khác tung hô rồi nhiều quá mình cũng in kinh sách theo để người khác tung hô mình. À, thấy người ta sang băng đĩa đồ ra để cho đó, sao thấy nó oai phong lẫm liệt quá mình cũng làm theo. Thì xin thưa quý vị làm vậy chỉ tăng trưởng thêm lắm. À, quý vị phải suy gẫm chiêm nghiệm để thấy ra được tính hợp lý. À, làm sao đó mỗi một việc phước mình làm, dù cho việc phước đó là bố thí hay là thính pháp hay là giữ giới vân vân, thì việc phước đó phải hướng đến làm giảm đi, từ từ đó dẫn đến từ bỏ tham lam sân hận si mê. À, thì việc phước đó nó mới dẫn đến là chiến thắng nỗi phiền não của chính mình. À, thì thành ra đó là pháp thí ở đây đó, mình hiểu nè, pháp thí mà để thắng được một mọi loại thí này thì phải là gì? Cách thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Từ chỗ thực hành theo lời dạy của Đức Phật nè, à, thì mình mới có thể chiến thắng được nội phiền não của mình. À, mà muốn thực hành theo được lời dạy của Đức Phật đó, thì mình phải làm sao xin thưa quý vị? Mình phải học. À, mình phải học cho nó rành rẽ nè, học cho nó sâu sắc nè. Thành ra khi nãy chúng tôi dẫn nhập đến mới nói đó, là nếu mà chúng ta hiểu càng rộng rãi bao nhiêu về câu kệ này nè, càng sâu sắc bao nhiêu về câu kệ này nè, thì chúng ta dễ dàng ứng dụng vào trong đời sống của mình. Mà càng ứng dụng được nhiều chừng nào thì chúng ta được nhiều lợi lạc chừng đó. À, do đó đó, mỗi một pháp Đức Phật ngày dạy mình ráng cố gắng đó, học. À, cho nó rõ ràng, nhớ, cho nó chắc, hiểu, cho nó sâu. Rồi áp dụng giáo ở trong đời sống của mình. À, thì khi đó đó là chúng ta đang gieo cái nhân. Pati pati puja. Và ứng dụng như thế nào gì? Ứng dụng thì lúc đó nó mới được xem là cúng dường cách thực hành. À, Đức Thế Tôn ngày dạy mình bố thí. Mình thực hành thành bố thí. À, thì đó là mình đang gieo cái nhân. Pati pati puja. À, bây giờ vấn đề đặt ra là gì? Bố thí như thế nào để bố thí đó là nhân hoàn hảo, dẫn đến có cái kết quả hoàn hảo là từ bỏ được sự bủn xỉn tham đam. Thì đó là vấn đề đó. À, thì hiểu, để hiểu ra được cái vấn đề đó buộc lòng là mình phải học, phải nghiên cứu, phải chiêm nghiệm. À, thí dụ như
trong pháp cú Đức Thế Tôn ngày giải ra là gì? Có làm hại ruộng vườn nè, tham làm hại người đời nè, có làm hại ruộng vườn, sân làm hại người đời, có làm hại ruộng vườn, si làm hại người đời. Bố thí người ly tham, bố thí người ly sân, bố thí người ly si, do vậy được quả lớn nè. À, mình hiểu theo vậy, bắt đầu mình mới bố thí. Nhưng làm sao mình biết được là người nào chưa ly tham, người nào chưa ly sân, người nào chưa ly si, người nào đã ly rồi? Theo quý vị biết được không? Mình biết được đó là ai giới quẩn nhiều, ai định quẩn nhiều, ai tuệ quẩn nhiều, ai giải thoát quẩn nhiều, ai giải thoát quẩn tri, giải thoát tri kiến quẩn nhiều không? Không. Không thể biết được. À, trong tương kinh Đức Thế Tôn ngày dạy cho ông Bà La Môn, muốn biết được người nào có những cái này, muốn biết được người nào thánh hay là phàm thì buộc lòng phải sống chung với họ, để ý. Rồi mình phải biết được giới quẩn là gì, định quẩn là gì, tuệ quẩn là gì, giải thoát quẩn là gì, giải thoát tri kiến quẩn là gì. Từ chỗ đó đó mình để ý sở hành hành vi lối sống của người đó. Người đó đó sống rồi ha, có giới quẩn không, có định quẩn không, có tuệ quẩn không, có giải thoát quẩn không, có giải thoát tri quẩn kiến quẩn không. Nếu không thì người đó không phải là bậc thánh. Người đó có đang thực hành theo giới định tuệ không? Nếu có thì người đó đó là gì? Đang tu. Còn người đó không có thực hành theo thì người đó không có tu. Phải để ý vậy đó thì mình mới biết ra được. Để mình biết ra được đó là người nào có tu, người nào không có tu, người nào đang đi trên con đường ly tham, ly sân, ly si hay là không. Để lúc đó mình hiểu, mình mới biết được cái đối tượng của mình. Thì mình cúng dường, mình bố thí vô thì là cái phước mình mới nhiều. Chứ còn bây giờ mình nghe người ta nói ông A, ông C, bà D vậy đó, đang nổi tiếng nè. Đó, mình thấy người ta, nghe người ta nói đang nổi tiếng vậy đó, người ta ngùng ngùng, người ta kéo tới, người ta gì đó, trở thành đồ chúng nè, hộ độ cúng dường, cái mình cũng làm theo. Thì xem như đó là ai làm sao mình làm vậy, và ai làm bậy mình cũng làm theo luôn. Mình mất đi cái khả năng là gì, phân tích chứng minh để thấy ra được tính hợp lý của vấn đề. Thì theo quý vị, lúc mà mình làm vậy đó, thì là có phải do vô minh duyên cho hành không? Từ chỗ đó dẫn đến kết quả mình gặt, mình nhận về đó nhiều. Dạ, nó không có nhiều. Điều đó có nghĩa là gì? Mình không có học pháp cho nó rành rẽ, cho nó rõ ràng, cho nó minh bạch. Từ chỗ đó gì? Mình không có thực sự patipatipuja, tức là cúng dường các thực hành pháp. Cúng dường các thực hành pháp như vậy thì mới là chiến thắng tất cả các loại thi. Bởi sự cúng dường đó khiến cho mình thắng được chính mình, tức là làm giảm hay từ bỏ được phiền não nội thân. Thì một khi này mà mình đã học rành rẽ này, theo chiều rộng chiều sâu lời dạy của Đức Phật rồi đó, thì pháp của Phật dạy cái gì xin thưa quý vị? Pháp học nè, pháp hành nè. Pháp hành có ba loại pháp, pháp xin thưa quý vị. Học xong rồi để hành, thì trong pháp hành đó mới chia ra làm hai, là pháp hành thiền định và pháp hành thiền tuệ. Pháp hành thiền định là những phương pháp cách thức thực hành làm cho nội tâm của mình đó định tĩnh lại, hay nói cách khác hơn là phương pháp cách thức thực hành để làm cho mình đó tạm thời gì, quên hết tất cả, quên hết cái gì, cái đẹp đẽ nè từ con mắt, cái êm dịu từ lỗ tai, tức là mình nghe âm thanh nó êm dịu đó, thơm tho từ lỗ mũi nè, ngọt ngào từ cái lưỡi nè, êm ái từ cái thân, mình quên bẵng đi những thứ này. Thì nếu quên được những thứ này đó thì buộc lòng mình phải có một cái gì đó đó nó cao hơn. Bà con chư Phật tử ở đây chắc có thể ra là chúng ai ai cũng đã trải qua một cái thời gọi là còn trẻ dại.
À, thì thời trẻ thơ non dại đó ai cũng có những cái trò chơi, xin thưa quý vị. À, và khi mình tròn chơi một cái trò chơi nào đó đó, mê chơi quá đến độ đó cái mình quên ăn luôn không, xin thưa quý vị. À, quên ăn nè, quên tắm rửa luôn nè, quên mặc luôn nè. Thì tại sao quên vậy à? Là vì cái trò chơi này nó thu hút mạnh hơn. À, thành ra đó thôi, không ăn cũng được. Mình nhớ tới nó, mình quên nó được. À, không ngủ cũng được, mình quên nó luôn. À, thì bây giờ mình định tâm vào một cái đối tượng nào đó đó, mà cái đối tượng đó đó nó thu hút cái tâm của mình mạnh hơn, thì bây giờ mình sẽ quên đi sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Quên bờ. Là mình đạt đến định đi, xin thưa quý vị. À, nhưng mà vì mình quên thôi thì thành ra là gì? Sẽ có thời gian mình nhớ lại. Do đó phương pháp pháp hành thứ hai là phương pháp pháp hành thiền tuệ hay là thiền quán. Quán để thấy được mặt trái và mặt phải của vấn đề. Các dục đó, có vị ngọt, có niềm vui. Nhưng mà đằng sau cái vị ngọt niềm vui đó đó là vô vàn những cái khổ đau. Để có được một bữa ăn ngon thì chúng ta phải đánh đổi rất là nhiều thứ. À, công sức, tiền của, thời gian, vân vân mới có được cái bữa ăn này. Cái bữa ăn nó diễn ra có chừng nửa tiếng đồng hồ thôi. À, mà mình phải đôi khi đó bán lưng cho trời, bán bụng cho đất đó. Có khi là gì? Mấy năm trời. Dạ, mấy năm trời. Chúng ta nhớ cái câu chuyện mà à, cái anh chàng lao động đó, thấy ông triệu phú ăn bữa ăn ngon quá, thành ra muốn có được ăn đó. Thì ông triệu phú đó mới ra lệnh, mới ra cái điều kiện đó là làm công khâm công 2 năm để có được cái bữa ăn đó. À, thì chúng ta thấy đó là gì? À, có được cái an lạc hạnh phúc hưởng thụ bữa ăn đó đó, kéo dài chừng nửa tiếng ngồi cho mấy. À, mà phải đánh đổi thời gian 2 năm trời làm công công cho người ta. À, như vậy có nghĩa là cái gì? Ác dục này nè, vui nó có đó, an lạc nó có đó, nhưng mà khổ nó nhiều quá, não hại nó nhiều quá. À, mình quán để thấy ra được mặt phải và mặt trái của vấn đề, từ chỗ đó dẫn đến đó, nhàm chán. À, mới từ bỏ đi yêu thích, thích thú trong cái việc thụ hưởng dục là vô trần đó. À, thì cái sự từ bỏ này nè, không phải giống như là quên, quên rồi mình sẽ nhớ. Còn cái sự từ bỏ này là gì? Do mình đã chán, cho nên mình không có quay lại. À, mình không quay lại nữa. Dạ, mình không quay lại mê nữa. À, thì khi nào đó mà mình đã có được sự chán đó rồi đó, thì có nghĩa là gì? Là mình nếm được hương vị pháp chứ, xin thưa quý vị. Dạ, mà muốn nếm được hương vị pháp thì buộc lòng là gì? Mình phải học, phải thực hành theo pháp hành của Đức Phật. À, thì mình mới nếm được hương vị pháp. Khi nếm được hương vị pháp có nghĩa là gì? Trở thành bậc thánh Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán đó. À, nhưng mà xin thưa quý vị đó, khi trở thành thánh đó ha, không phải ai khi thành thánh rồi đó thì cũng có thể đó là hưởng được cái sự an lạc giống như đó là gì? À, cái sự phí lạc. À, kéo dài nhiều ngày nhiều giờ được. Phải làm sao? Là vì rằng ở đây khi thành thánh chia ra làm 2 loại. Là thành thánh theo thiền khô và thành thánh theo thiền ước. Quý vị nghe 2 cái thuật ngữ này có quen không? Có nghĩa đó là có những vị thánh dựa trên cơ sở của thiền định rồi mới thành thánh. Thì đó được gọi là thánh thiền ước. Có những vị thành thánh không dựa trên cơ sở của thiền định, mà chỉ dựa trên cơ sở của thiền quán để thành thánh thôi, thì đây được gọi là thiền khô. Với những vị mà thành thánh không dựa trên cơ sở của thiền định, thì sau khi thành thánh rồi không thể tận hưởng hay là hưởng lại cái sự hỷ phí lạc mà cái quả vị thánh đó đó mang lại cho chính mình. Có nghĩa là không có nhập được thiền quả, hay là không có nhập được thiền diệt thọ tưởng định. Thì với những ai đó mà không nhập được thiền đó, xin thưa quý vị, thì người đó đó là mất đi
mất đi ha, cái khả năng hay là niềm vui hưởng sự phí lạc do mang lại. À, thì thiền, thiền này nó có hai loại là thiền phàm phu và thiền bậc thánh. Thiền bậc thánh mang lại đó, thì cái phí lạc đó là do không còn phiền não, tức là đã chán. Còn cái phí lạc mà do thiền phàm phu mang lại đó, thì cái phí lạc này là do giống như quên. À, giống như quên thì rồi nó sẽ nhớ. À, rồi nó sẽ nhớ. À, thì từ cái chỗ đó mà nếm được hương vị pháp này, thì bắt đầu là gì? Cái vị đó đó, nếm được hương vị pháp trên cơ sở của thiền định, thì thành ra là gì? Sau khi nếm được hương vị pháp đó xong, vị đó có khả năng nhập được thiền quả, hoặc có khả năng nhập được thiền diệt thọ tưởng định. Từ chỗ đó đó, à, mà làm cho phí lạc ở trong pháp nó phát sanh ra, thì cái phí lạc ở trong pháp này nè mới chiến thắng tất cả các loại phí lạc, kể cả phí lạc ở trong thiền phàm, thiền nghiệp thế đó. À, thì từ cái chỗ đó mới dẫn đến là gì? Dần dần làm cho ái nó tận. Thì xin thưa quý vị, nhập thiền diệt thọ tưởng định đó, tối thiểu cũng phải là bậc thánh A-na-hàm. Từ bậc thánh A-na-hàm đó nó tu để thành tựu được bậc thánh A-la-hán, thì lúc đó mới làm cho ái nó tận, không còn ái nữa. À, thì khi mà không còn ái đó đó, có nghĩa là gì? Sau khi thân hoại mạng chung, người đó không còn trở lại trạng thái này nữa. À, tức là không còn có cái hình hài sau khi mình chết. Thì không còn có cái hình hài có nghĩa là không còn con mắt, không còn lỗ tai, không còn lỗ mũi, không còn cái thân, không còn ý nè. Thì vì do không còn cái lỗ tai cho nên đó là gì? Mình sẽ không còn bị ta chửi chê. Không còn con mắt cho nên mình sẽ không có còn bị thấy những cái mình không ưa thấy, không còn bị đau con mắt. À, nói gọn là vậy. Không còn cái lỗ mũi thì lúc đó mình không còn bị đau lỗ mũi, không còn cái thân thì lúc đó mình không còn bị đau cái thân. Dạ, mình hết đau vậy. Thì thành ra là ái tận là chiến thắng tất cả các cái sự khổ, có nghĩa đó là không còn khổ nữa. Bây giờ thì bốn cái câu kệ này, bốn cái đoạn này có mối quan hệ vậy. Thành tựu được cái đoạn thứ nhất dẫn đến thành tựu được cái đoạn thứ hai, thành tựu đoạn thứ hai dẫn đến thành tựu đoạn thứ ba, thành tựu đoạn thứ ba dẫn đến thành tựu được đoạn thứ tư. Đoạn thứ nhất là tiền đề, là căn bản để thành tựu ba đoạn sau. Do vậy đó là gì? À, bà con chư Phật tử chúng ta cũng như chúng tôi, chúng ta chỉ thấy ha, cái khả năng pháp học của mình chưa có được bao nhiêu. À, để hỗ trợ cho pháp hành của mình á, thông thạo đó, thì ráng cố gắng học nhiều hơn. À, pháp của Phật đó, các cái vị tiền bối đó, người ta ví von đó, là giống như linh dược vậy đó. Không có bổ bề ngang thì cũng bổ bề dọc. À, thành ra có cơ hội nghe học được thì chúng ta nên học. Và mỗi khi học, vì mình hiểu đây là pháp của Phật, pháp của Phật mà được xiển dương đó là khó, mình được nghe pháp Phật đây là một cái quả phước của mình, cho nên cố gắng nghe toàn tâm toàn ý, cố gắng chú tâm để nghe, tập dần dần vậy đó. Tập dần vậy đó thì đến một lúc nào đó đó, cái khả năng hiểu biết của mình về pháp đó rộng rãi nè, sâu sắc nè. À, và khi mà mình có cái khả năng hiểu biết rộng rãi sâu sắc vậy, nó hỗ trợ làm cho mình là gì? Cam tâm tình nguyện sống theo. Từ khi mà mình sống theo vậy đó, tức có nghĩa là gì? Mình có thực hành đó. Có thực hành đó. À, thì lúc đó đó là mình sẽ thực hành được, mình sẽ có được cái pháp gọi là Patipatipuja. Mà có được Patipatipuja đó thì dần dần nó sẽ dẫn đến để cho mình thành tựu được các cái pháp tính sau sau. À, ước mong qua cái thời pháp này, bà con chư Phật tử chúng ta hiểu nhiều hơn, hiểu rộng hơn về lời dạy của Đức Phật, để dần dần chúng ta sẽ thành tựu được các cái pháp tính ở trong cái
câu kệ này trình bày. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến tất cả chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quay lực, đại thần lực, chư thiên hộ pháp. Cầu mong chư thiên tùy hỷ phần phước này để được an lạc nơi cảnh giới chư thiên, rồi xin nơi chư thiên hộ trì Phật pháp được bền vững, hộ trì chúng sanh đồng tiến hóa an vui. Nam mô Bụt-tha-ya. Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học số 354 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức, và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dân mít đến sư. Kavato sapa mangalang rakhanto sape devata sapa buddhana phavena sada sadevavantu te. Kavato sapa mangalang rakhanto sape devata sapa dhammana phavena sada sadevavantu te. Kavato sapa mangalang rakhanto sape devata sapa sanghana phavena sada sadevavantu te. Tất cả phương ơn có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đại đức Minh Mẫn đại đức Pháp Bính cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính mời quý Phật tử cùng cẩm dân hồi hướng. Và đây quá ta san ti vi ha ra wa si ni thu pe ga re bu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa wan tu bu chi ta so thiền ga ron te tha vi ha ra mang đa lê thể ra cha mắt cha na qua ca cha biết ca vô sa ra mi ca đa na ba ti u pa sa ca gà ma cha đề sa ni gà ma cha isara sa pa na pu ta su ki ta pa wan tu te cha la bu cha ye pi cha an na sam pa wa sam se na cha ta a tha vu pa pa ti ka ni ya ni gang tham ma wa rang pa ti ta te sa pe pi duk khat sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi răng xa tăng thẩm mô thẩm ma ta ra cha bút ga la sang khô tu sa mắc vô hùa a tha ya cha hi ta ya cha âm hê ra khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô út thêm sâm pa hú ni ya ma thẩm ma ri ya ba quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân tập vào rung nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào rung học pháp. Kính chào tạm biệt cấm dân, xin xuống miết.